xin được kính chào quý bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube của em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đang đứng ở khu vực bên bờ kè ở đường Cù Huân, thưa quý vị. Và nơi đây đó là cái khu vực cửa lớn, là cửa biển đó quý vị. Sông Cái chảy về đây là đổ ra biển. Những hình ảnh hết sức thân thuộc, những hình ảnh hết sức thân quen ngày nào. Với những hình ảnh năm xưa, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp được cây cầu Sóng Bóng, một cây cầu phải nói là mang nhiều kỷ niệm đối với tất cả bà con của mình. Hôm nay em ghi hình ở đây, em xin phép được cập nhật thông tin và tiến độ thi công hai dự án ở trên thành phố Nha Trang của mình mà phải nói là bà con đang cực kỳ quan tâm hiện nay. Một là dự án và cây cầu Sóng Bóng, theo dự kiến thì tháng 9 năm 2023 là sẽ tiến hành thông xe, tức là sẽ hoàn thành đó quý vị. Và cái dự án tiếp theo đó là nút giao thông Ngọc Hội. Và hiện nay thì hai dự án này đều đang trong giai đoạn chậm tiến độ và được báo chí thông tin rất là nhiều trong những ngày gần đây. Và hôm nay em sẽ thực hiện video cận cảnh hai dự án này để quý vị có thể cùng quan sát được. Hôm nay thời tiết tại Nha Trang phải nói là thật sự rất là đẹp, để những người đi du lịch có thể tham quan thắng cảnh ở thành phố. Một thời tiết cũng không có nắng lắm thưa quý vị, trời cũng râm mát. Và bây giờ là tầm hơn 11 giờ trưa rồi. Những cái cục đá này, những cái tảng đá, rồi những cái ngôi miếu, những cái đền thờ trên đây phải nói là hết sức quen thuộc đối với bà con của mình. Và hầu như trong tâm trí của những người dân Nha Trang, ai cũng hình dung ra được để mà nhớ về những kỷ niệm ở đây. Còn trước mắt quý vị là cận cảnh cái khu vực mà công trình cầu Sóng Bóng. Hiện nay thì bà con cũng đang tích cực quan tâm rất là nhiều. Dạ, như vậy là chỉ còn hơn 6 tháng nữa thôi là đến thời hạn hoàn thành cầu Sóng Bóng của thành phố Nha Trang. Một cây cầu phải nói là rất quan trọng, nối hai bờ thành phố. Nhưng đến nay, tiến độ thi công tại đây thì phải nói là rất là chậm chạp, chỉ đạt khoảng hơn 30% khối lượng công việc. Cầu Sóng Bóng và cầu Trần Phú là hai chiếc cầu nối hai bờ sông Cái từ phía Bắc về trung tâm thành phố Nha Trang. Ngay từ tháng 1 năm 2022, cầu Sóng Bóng đã bị tháo dỡ để thi công xây dựng cầu mới. Và từ đó, tất cả các phương tiện giao thông qua lại hai bờ đều đổ dồn về cây cầu Trần Phú, khiến áp lực giao thông tại khu vực này luôn trong tình trạng quá tải. Cầu Trần Phú thì thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần và những dịp lễ Tết. Khi mà cầu Sóng Bóng sẽ xây dựng xong quý vị, là sẽ có đến dài gần 330m, rộng 19m, gồm 4 làn xe. Và vị trí thì cách cây cầu cũ 6m về phía hạ lưu sông Cái. Theo tiến độ công trình thì cầu Sóng Bóng mới sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng là vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Nhưng mà theo Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa thì giá trị sản lượng thực tế đến nay chỉ đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Giá trị theo tiến độ nhà thầu thi công đã lập tính đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 60% khối lượng. Tiến độ thực tế chậm so với kế hoạch là 30%. Cái việc mà chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình giao thông cũng như là ảnh hưởng đến kinh tế xã hội du lịch của thành phố Nha Trang. Thì cũng phải bàn tiếp theo là do năng lực của nhà thầu. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, nguyên nhân mà dẫn đến cái sự chậm tiến độ do nhà thầu thi công chưa tập trung huy động năng lực, chưa bố trí đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và thời gian thi công, nguồn lực tài chính để thi công công trình. Ngoài ra là do bất lợi về điều kiện thời tiết, sự khai thác về địa chất, chướng ngại vật trên sông Cái cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công thực tế. Theo cái ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết là Sở đã đề nghị lên ban quản lý dự án hai cái chỉ đạo của nhà thầu tư vấn giám sát nghiên cứu xây dựng lại tiến độ thi công để thi công được đồng bộ, phù hợp với lại tình hình thực tế, khẩn trương tăng cường máy móc,
thiết bị và nhân lực để bổ sung thêm các mũi thi công để rút ngắn thời gian thi công lại và thi công hoàn thành 3 nhịp đầu của cây cầu trước tháng 5 thưa quý vị, và đặt mục tiêu đến ngày 2 tháng 9 thì phải đủ điều kiện thông xe để dự án. Ngoài ra thì Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị bên thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với một cái trường hợp còn lại để hoàn thành công tác tháo dỡ bàn giao mặt bằng trước ngày 28 tháng 2 để triển khai thi công. Cầu Sớm Bóng thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ. Và trở lại cái câu chuyện khi mà tháo dỡ cây cầu Sớm Bóng này. Thưa quý vị, khi mà tháo dỡ đó thì bên nhà thầu thi công đã xả thẳng bê tông xuống sông luôn. Và tỉnh Khánh Hòa thì cũng đã biết được việc này và cũng đã chỉ đạo khắc phục hậu quả. Khi mà báo chí người ta phản ánh thì giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng đã tổ chức họp các chủ đầu tư dự án và ban quản lý dự án. Bước đầu xác định là phương án tháo dỡ cầu sẽ có 3 công đoạn là bóc lớp cái bê tông nhựa trên mặt cầu, đục bê tông xi măng và thu hồi các dầm cầu sắt, khe giãn nở và sắt thép. Ở công đoạn thứ hai là cái phương án được phê duyệt là khi đục, đơn vị thi công sẽ đậu xà lan phía dưới để thu hồi các vật liệu tháo dỡ. Tuy nhiên trên thực tế thì 5 nhịp phía bắc của cái cầu có mực nước sông quá cạn, xà lan thì không thể tiếp cận phía dưới khu vực đục bê tông. Do đó đơn vị thi công đã báo cáo với lại đơn vị tư vấn thiết kế để thay đổi phương án. Theo như báo chí đã phản ánh thì trong quá trình thi công tháo dỡ cầu Sớm Bóng cũ, có một số vị trí cầu mà đơn vị thi công đục thả bê tông trực tiếp xuống dưới sông luôn. Dự án cầu Sớm Bóng thì có tổng mức đầu tư là hơn 200 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Hàn Quốc, tập đoàn Sienco 4. Và tiếp theo là cái công trình nút dự án cầu vượt Ngọc Hội ở thành phố Nha Trang. Thì nút dự án này đáng ra là đã phải hoạt động vào từ cuối năm 2017. Tuy nhiên thì lại tiếp tục xin gia hạn. Và sáng ngày 20 tháng 2, ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết là công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn vừa mới báo cáo là không thể thi công hoàn thành đoạn vòng xuyến và 3 đường nhánh kết nối N1, N3 và N2 của chủ dự án nút giao thông Ngọc Hội thành phố Nha Trang để đưa vào lưu thông trước ngày 30 tháng 3 năm 2023 theo kế hoạch yêu cầu của tỉnh. Dự án nút giao thông Ngọc Hội này á là một trong 3 dự án mà tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định thầu và giao cho công ty tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, và đã bàn giao được là 20,14 hectare đất sân bay Nha Trang cũ cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm các dự án để hoàn vốn, tức là đất đó quý vị, cho 3 dự án vừa nêu có vốn tổng đầu tư là khoảng 3.261 tỷ đồng. Đó là các dự án mà vào năm 2016 tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ là dự án cấp bách về giao thông, giải quyết ách tắc giao thông cho thành phố Nha Trang. Vì vậy tỉnh đề nghị được cho chỉ định thầu giao cho công ty tập đoàn Phúc Sơn thực hiện để kịp hoàn thành vào cuối năm 2017. Theo kết luận của thanh tra chính phủ về việc giao đất sân bay Nha Trang và giao các dự án cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn kể trên mà không tổ chức đấu thầu, đấu giá đất là vi phạm pháp luật. Giờ thời hạn hoàn thành dự án nút giao thông Ngọc Hội theo hợp đồng ban đầu là vào cuối năm 2017, nhưng sau đó tỉnh chấp thuận điều chỉnh theo cái phụ lục hợp đồng, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, hoàn thành vào ngày 10 tháng 11 năm 2019. Hết hạn nêu trên, công ty tập đoàn Phúc Sơn không hoàn thành và được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021. Thì sau đó thì tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục trễ và lại được tỉnh gia hạn yêu cầu hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 và đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 3
năm 2023. Thế nhưng thì công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn lại báo cáo là không thể thi công hoàn thành các hạng mục dự án nút giao thông Ngọc Hội theo thời hạn yêu cầu của tỉnh Khánh Hòa. Tình trạng trễ hạn đó đã gây ách tắc giao thông kéo dài đến nay, khiến các cư dân bức xúc rất nhiều. Cũng cần phải nói thêm là đất hoàn vốn đã phân lô bán nền trước khi triển khai dự án. Thực tế thì tỉnh đã giao đất sân bay Nha Trang là 20,14 hectare cho công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm các dự án khác để hoàn vốn cho ba dự án kể trên kể từ tháng 12 năm 2025 khi chưa ký hợp đồng và làm các dự án nhỏ. Đồng thời lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khi ấy cũng đã phê duyệt quy hoạch các dự án tại sân bay Nha Trang. Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã phân lô bán nền thu tiền của dân trước khi triển khai xây dựng các dự án cấp bách giao thông rồi làm ì ạch, vi phạm hợp đồng, trễ hạn hoàn thành nhiều lần cho đến nay. Trong đó có dự án nút giao thông Ngọc Hội có tổng vốn đầu tư là khoảng 1.378,9 tỷ đồng và Phúc Sơn được tỉnh Khánh Hòa giao cho 5,37 hectare đất sân bay để làm dự án hoàn vốn. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng trên khu vực cái cây cầu vượt Ngọc Hội này, ghi hình cận cảnh và thực tế để quý vị có thể cùng quan sát được tiến độ thi công vẫn còn đang khá là ngổn ngang. Rồi những cái tuyến đường chạy ở đây, một số tuyến thì được lưu thông, còn chiều ngược lại thì không được lưu thông. Rồi một số cái vị trí ở đây là di chuyển cũng khá là lộn xộn. Và đặc biệt là nãy giờ đi một vòng ở đây thì thấy cũng rất nhiều những lực lượng chức năng đứng chốt ở các ngã cua, cái những gọi là cái nút giao thông đó quý vị, để mà phân luồng giao thông, tránh cho những chiếc xe chạy ẩu khi mà chạy ngược chiều gây mất trật tự và gây lộn xộn giao thông. Và trên cái cung đường này thì đi thẳng về đây, đó là đường Vành Đai 2. Đường Vành Đai này là bám sát bờ sông Quán Trường, một con sông nằm ngay trong trung tâm thành phố Nha Trang. Và con đường này thì song song với lại con đường mới mở là con đường số 4, thì cũng mới đổi tên thành con đường Thích Quảng Đức đây thôi. Rồi song song tiếp theo nữa là con đường chính là đường tỉnh lộ 4, đường Lữ Gia ngày xưa đó quý vị, và bây giờ là đường Lê Hồng Phong. Đường Lê Hồng Phong cũng là một con đường phải nói là rất dài, kéo dài từ khu vực bên Mã Vòng chạy về đến khu vực phường Phước Long, chỗ Bình Tân đó quý vị. Em sẽ đi bộ một vòng ra phía trước và ghi hình xuống dưới những cái trục đường mà nằm ở phía dưới cái cây cầu vượt này. Quý vị cũng có thể quan sát được là khúc dưới này thì cũng rất là ngổn ngang. Rồi những cái đường hẹp ở đây xe cộ qua lại, và đặc biệt là những hộ dân xung quanh đây phải là chịu trận một cái sự bụi bặm kéo dài từ rất nhiều năm nay. Rồi xung quanh đây là nhiều thứ cũng dựng tôn, nói chung là di chuyển qua đây phải nói là rất là bất tiện. Tiếp tục em sẽ ghi hình một trục dọc theo cái con đường trên cầu vượt này gửi đến quý vị cùng quan sát. Ở hai bên đây thì quý vị cũng có thể nhìn thấy được là những khu dân cư và một khu đô thị mới nằm ở đây, có một cái đường sắt bắc ngang qua. Thì khu này cũng mới thôi nhưng mà hầu như thì nhà cửa vẫn thưa thớt lắm. Đất đai ở đây thì có thể là bà con đã mua đất rồi nhưng mà xây nhà lên thì cũng chưa có thể ở. Rồi trên cái đường đây á, là đang di chuyển xuống đường Vành Đai 2. Nút giao thông này vào buổi sáng lúc mà tầm bà con mình đi làm giờ cao điểm quý vị là thường hay bị kẹt xe, và nói là rất đông, những giờ tan tầm, những giờ đi làm và nói là kẹt xe rất là đông. Và ở đây thì có những cái ngã nhánh để mà bà con có thể rẽ qua đi về hướng thành phố. Gần đoạn đây là một cái ngã nhánh mà
rẽ qua sẽ đi đến được đường tỉnh lộ 4 và đường Đồng Nai. Đó là một cái ngã cắt ngày xưa đó quý vị, bây giờ là đường Lê Hồng Phong và đường Đồng Nai đó. Đây là đi qua một con đường bên khu đô thị mới này. Còn em sẽ tiếp tục di chuyển về hướng này, là sẽ đi tới một cái con đường cắt ngang. Con đường cắt ngang là từ cái con đường Thoại Ngọc Hầu, là chỗ vị trí đường Cao Bá Quát, mình đi thẳng về hướng này là có thể đi tới thành phố Đà Lạt luôn. Đó là con đường cắt ngang qua cái đoạn đường vành đai 2 mà em đang đi. Xung quanh đây là bên trái màn hình quý vị, đó là một cái khu đô thị Hào Quang. Phải nói là một khu đô thị này là cũng thuộc dạng rất có điều kiện và khá giả của những bà con mà mua đất xây nhà ở đây. Còn bên tay phải màn hình quý vị, đó là dọc theo bờ sông Quán Trường. Và sông Quán Trường này là một cái dòng sông mà chảy dài trên thành phố Nha Trang trung tâm. Thì phải nói là theo em nghĩ là rất là đẹp. Theo em cũng đọc được nhiều cái thông tin là ở Đà Nẵng, Hội An thì có những cái con sông cũng đã nạo vét được lòng sông để cho sạch sẽ hơn, để mà khai thác du lịch những cái chuyến river tour, và nó là rất là ăn khách tại Đà Nẵng và Hội An. Em cũng hy vọng là tỉnh nhà cũng sẽ thực hiện theo bên phía Hội An để mà khai thác được du lịch trên sông này. Quý vị cũng có thể nhìn quan sát được lòng sông hiện tại thì cũng rất là dơ, có bùn và thậm chí là bị ô nhiễm. Dạ, và một chút chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, em ghi hình trên nút giao thông Ngọc Hội. Khu vực đây là chậm tiến độ cũng rất nhiều năm rồi, và những thông tin em chia sẻ ở đây đều dựa theo báo chí và có những đường link ở bên dưới. Quý vị có thể xem bên phần mô tả. Và đặc biệt là cây cầu Sóng Bóng thì đang chậm tiến độ, nhưng mà họ cũng cam kết là 30 tháng 9 sẽ thông xe qua cây cầu Sóng Bóng. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với em trong video này. Em xin chân thành cảm ơn quý vị đã cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.